Ok, xin chào tất cả các bạn, mình là Long đến từ trường âm nhạc Ara Music. Thì hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cách để mà làm một cái đoạn drop future bass với phần mềm Studio One của Presonus. Ok, bắt đầu ha. Mình sẽ bắt đầu với lại bộ trung trước ha. Thì trước tiên mình làm bài nhạc này ở cái tempo 160, cũng khá nhanh đó. Thường thì future bass nó chỉ dao động từ khoảng 140 cho tới khoảng 150 thôi. Mình làm 160 tại vì mình muốn bài nhạc mình nó nhanh hơn chút xíu. Ok, bắt đầu với bộ drum ha. Thì bộ drum của mình bao gồm những tiếng như thế này. Tiếng kick nè. Đó, tiếng snare. Đó, tiếng clap. Đó, rồi tiếng percussion. Đó, thì những cái tiếng mà mình chưa xài tới, mình nghĩ là mình sẽ xài nhưng mà mình chưa có xài tới nên mình chưa giới thiệu với các bạn ha. Và tiếng cuối cùng là tiếng hi-hat. Ok, hi-hat. Và có một tiếng crash nữa. Đây, tiếng crash nằm đây. Mình làm sample chứ mình không có để vào cái bộ drum. Ok. Rồi, mình cùng nghe qua cái đoạn build up và cái bộ drum mình đánh như thế nào và cái đoạn drop mình đánh bộ drum như thế nào nha. Bắt đầu. Ok, thì cái đoạn ở giữa này. Đó, cái đoạn ở giữa này mình không có thêm trum vào. Lý do tại sao thì các bạn hãy xem video trước của mình nha. Mình đã có nói qua về cái phần mình không có muốn thêm cái đoạn trum vào ở giữa này. Đó. Rồi, tiếp theo đó là future bass nó có một cái rất là quan trọng, đó là tiếng synth, mà synth đi theo core và nó sẽ nhắc theo từng nhịp. Đó thì nó như thế nào, cụ thể như thế nào thì các bạn cùng đi qua cái phần mình làm scene này nha. Ok, bắt đầu. Ok, thì làm sao để mà nó thay đổi cái tiết tấu của cái tiếng synth này. Thực ra tiếng synth này nó không có phải như vậy đâu các bạn. Đây, mình sẽ để một cái tiếng synth mà chưa có làm effect vào nha. Đây là tiếng synth có effect. Đó, tiếng synth có effect thì mình sử dụng một công cụ đó tên là LFO2. Ok, mình sẽ giới thiệu sơ qua về cái này nha. Thì cái LFO2 này nó sẽ làm cho các bạn nó hoạt động giống như là cách của một cái compressor sidechain. Thì ở phần trước, cái bài trước mình cũng đã nói rồi. Thì mình sử dụng cái này để làm cái gì? Thì mình sẽ giới thiệu với các bạn mình làm một cái gọi là automation. Đây, automation của cái tray này nha. Mình sẽ automation cái tray này. Đó, bằng cách nào? Mình nhấn đúp vào cái nút này, cái nút tray này, và ở trên này nó sẽ hiện ra một cái nút cái bàn tay, các bạn thấy không? Đó, mình sẽ kéo vào. Đó, ok. Nó sẽ hiện ra cái bảng automation ở đây. Bắt đầu mình sẽ kéo kéo cái đoạn cái gì sợi chỉ nè, lên xuống tùy theo cái tốc độ của các bạn. Mình lên là nhanh, mình xuống là chậm. Đó, thì ví dụ cho một chỗ cho các bạn coi ha. Đây là chậm nè. Đó, mình sẽ làm nhanh hơn nè. Đó. Đó, nghe không? Các bạn nghe thấy không? Đó. Nhưng mà khúc đầu này mình muốn nó chậm thôi. Để lên nó làm một cái điểm nhấn.
Ok. Kế đó là mình sẽ, à quên nói với các bạn nữa, thì cái này mình sử dụng một cái tiếng trong có sẵn trong cái Studio One luôn. Đây, nó là tiếng Trin Rising Mode. Thì cái tiếng này mình chỉ có edit sơ sơ lại thôi. Đó, mình chọn lại những cái sóng mà mình cảm thấy là ok, cái sound này nó cần cái sóng này. Đó, ví dụ như mình chọn một cái sóng xoe. Đó. Và cái sóng này sóng so. Ok. Đó thì mình thích cái tiếng nó ra nó đanh đá hơn chút xíu thì mình chọn những cái tiếng đó và mình thêm những cái effect ở dưới này vô. FX này, FXA, FXB, mình chọn distortion nè. Đó, mình kéo cái drive lên chút xíu để cho nó nén nét cái tiếng lên chút xíu. Đó. Ok. Rồi, tiếp theo là phần một cái tiếng cũng rất quan trọng với nhạc EDM, đó là tiếng bass. Kick thì lúc nào cũng phải đi đôi với bass để cho nó tạo ra một cái hiệu ứng nhún. Đó. Đây, đây là tiếng bass của mình. Đó, thì cái tiếng bass này á nó sẽ đi theo cái tiếng kick. Đó, cái bass này mình muốn nó đi theo tiếng kick. Đó, để nó hỗ trợ cái tiếng kick phần đuôi. Đó. Thì ở cái bài trước mình cũng nói rồi, tiếng bass lúc nào mình cũng nên sidechain với tiếng kick để tiếng kick nó rõ ràng. Đó. Đó, các bạn nghe nó có độ nhún hơn là so với các bạn không có bấm, không có sidechain nó. Mình thử tắt cái sidechain này đi nha. Nó bị đè lên tiếng kích, làm tiếng kích nó bị mờ đi, thì mình né tiếng kích chút xíu. Đó, mình sidechain nó. Ok, thì mình đã có tiếng bass. Thì tiếng bass này mình tạo ra như thế nào? Mình có một cái plugin. Plugin này tên là Mojito của Prisonus luôn. Đó, mình xài toàn đồ stock thôi bạn. Ok, thì mình chọn một cái sóng ở giữa 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 hai cái sóng này. Rồi, mình cut off nó đi chút xíu, đẩy resonance nó lên, đẩy drive lên chút xíu. Ok, mình đã có một tiếng bass. Mà các bạn nghe tiếng bass của mình nha. Tiếng bass thôi. Thì mình tự thiết kế cái tiếng bass này luôn, tự design nó. Đó, ok. Thì mình đã có những cái bộ phận quan trọng của cái bài này rồi. Đó là tiếng thứ nhất là tiếng tiếng drum, cái bộ drum là bao gồm có tiếng kick nè, snare nè, hi-hat nè, rồi những cái bộ Foley đó, rồi tiếng crash, rồi tiếng clap đó. Thì tiếp theo đó là tiếng bass, rồi sau đó là cái tiếng synth core của Future Bass. Ok, rồi một tiếng tiếp theo mình xin giới thiệu với các bạn, đó là tiếng bass. Tiếng bass để làm cho cái nền của mình nó nghe nó dày hơn, nó có không gian hơn. Khi mà các bạn thêm tiếng bass vào á, cái bài của mình nó sẽ đầy đặn hơn. Thì hồi trước khi mà người ta thu âm á, thì người ta sẽ thu âm full cả cái band luôn ở trong cái phòng, thì nó có những cái tiếng noise của thiết bị nè, noise của môi trường nè. Nhưng mà mình làm nhạc điện tử nó lại không có những cái đó, thì nghe cái bài mình nó thiếu thiếu đúng không? Thì mình thêm cái tiếng bass này vào để cho cái bài nhạc mình nó dày hơn. Cái thứ nhất, cái thứ hai đó là tiếng bass phải đi theo cái core mà của cái tiếng synth đó, các bạn để ý nha. Đây, đây là cái core nè, mình đã đi theo tiếng core này nè, cái nhịp của mình đi như thế này. Thì tiếng bass mình cũng đi theo cái core giống vậy luôn. Đó, nhưng mà mình chỉ đi ở bậc 1, bậc 5 thôi. Đó. Ok. Và tiếng bass cũng vậy nha, cũng phải đi theo cái âm chủ của hợp âm đó. Ok, mời các bạn nghe tiếng tiếp theo. Đó là tiếng piano. Đó. Thì mình tiếng piano này mình phá cách chút xíu, đó là mình cho nó bend xuống, nên thay đổi cao độ chút xíu. Các bạn nghe qua thử ha. Đó, các bạn có nghe được cái tiếng xuống không?
Thì cái những cái tiếng đó mình phá cách chút xíu là mình dùng cái bend ở trên cây đàn MIDI. Đây, các bạn thấy MIDI không? Đó, thì ở đây nó có một cái nút bend. Ở đây có nút bend. Đó, thì mình bend xuống để cho nó tạo một cái hiệu ứng khác đi. Ok, tiếp theo đó là một những cái tiếng FX đi kèm. Đây, những tiếng FX đi kèm. Cái này mình dùng sample thôi các bạn. Đây, tiếng FX đi kèm. Thứ nhất đó là một cái tiếng dubstep. Ok, mình thêm vào giữa cái đoạn trống rồi nè, để nó tạo lên một hiệu ứng khác. Đây, mời các bạn cùng nghe qua ha. Đó, thì nó tạo ra một cái gọi là một cái hiệu ứng báo, mình báo qua một cái đoạn khác. Đó. Rồi, tiếp theo đó là một cái tiếng, cũng cái tiếng nghe nó giống dubstep chút xíu. Đây. Đó. Đó, rồi. Cũng như vậy luôn, một cái tiếng khác, mình cứ chêm vào những cái đoạn nào mà mình cảm thấy là ở cái chỗ này nó cần thêm một cái tiếng gì đó để nó không có bị trống. Đó. Hoặc là nó làm cái bài mình nó đa dạng hơn, nó phong phú hơn về cái chất liệu. Đó. Còn ở cuối này, đây, cái này nó khác so với cái này nha các bạn. Mình không có sử dụng tiếng dubstep nữa, mà mình sử dụng một cái fill. Đó, một cái fill room. À, ok. Rồi, một tiếng tiếp theo, đó là một cái tiếng gọi là tiếng plug. Nhưng mà cái tiếng plug này nó có nhiều reverb, nghe nó có không gian, nó sâu. Đó, mình không có muốn nó lòi ra trước mặt như tiếng crash. Tiếng crash là đập một cái là ngay trước mặt luôn. Còn cái tiếng plug này á, mình không có muốn nó lòi ra ngoài quá, mình muốn nó ở sâu, ở phía sâu nhiều hơn. Nên mình chọn nó có nhiều reverb chút xíu. Ok, bắt đầu là tới một cái tiếng nữa, đó là tiếng sweep. Một cái FS Wisp là cái tiếng mà kéo để cho cái cao độ để cho cái đoạn mà báo á, người ta biết là ok, sắp tới một đoạn mới rồi. Đó. Đó. Ok. Rồi, tiếp theo đó là một cái gọi là tiếng lead. Ok, mình chọn một cái tiếng lead như thế này. Cũng ở trong Manti luôn. Cái này là Manti. Đúng rồi. Đó, cũng Manti của Prisoners luôn nha các bạn. Của Studio One luôn. Mình làm toàn bộ bằng cái plugin stock hết. Ok. Rồi, mình nghe thử ha. Lúc đầu á, mình sẽ cho automation cái volume. Cái automation volume. Đây. Đó. Để cho nó lớn từ từ lên. Đây, các bạn nghe thử nha. Đó. Ở đây đều mình vẽ nốt hết rồi nha. À, các bạn nghe cho khúc này nó khác không? Nó khác là do mình vẽ một cái automation gọi là low cut. Đây, mình low cut nó lên. Mình kéo nó lên. Đây các bạn xem qua cái hiệu ứng này nha. Đó. Nó kéo lên, nó kéo cái tần số từ thấp lên cao, làm cho cái đoạn vừa rồi á nó có một cái hiệu ứng. Đó, thì mình muốn cái chỗ này nó tạo lên một cái hiệu ứng giống vậy thì mình bỏ một cái EQ vào, sau đó mình automation cái low cut này. Đó. Ok. Và tiếng tiếp theo đó cũng là một tiếng lead luôn, nhưng mà tiếng này là tiếng layer. Mình muốn nó nhỏ nhỏ, nó layer, nó đi theo cái tiếng lead của mình. Đó. Đó, thì mình muốn tạo ra một cái hiệu ứng cho cái tiếng lead của mình thì mình chọn thêm một tiếng nữa để layer cho nó. Ok, tiếp theo đó là tiếng rise. Khi mà bạn build up á thì mình nên có một cái tiếng giống như là cái tiếng scale lên, tiếng FX scale lên giống vậy, gọi là sweep. Nhưng mà mình cái tiếng này gọi là tiếng rise, nó sẽ như thế nào thì các bạn cùng nghe ha. Ok.
thì mình thêm vào để cho cái đoạn build up của mình nó đặc sắc hơn. Đó, ok. Rồi tiếng cuối cùng là tiếng impact. Tiếng cuối cùng là tiếng impact để kết thúc một cái đoạn drop của mình. Ok, mời các bạn nghe từ đầu tới cuối ha. Ok, thì mình đã hoàn thành một cái đoạn drop như thế này rồi. Thì mình xin nói thêm một chút xíu. Đó là cái cách mình đi câu lead ở đây. Thì các bạn nghe nó có vẻ giống nhau đúng không? Nó có vẻ giống nhau. Nhưng mà cái đoạn sau này mình thêm vào một vài chi tiết để nó khác đi chút xíu. Để nghe không có bị nhàm chán. Cái thứ nhất, cái thứ hai đó là đi những cái giai điệu giống vậy. Thì mình sẽ đi theo cái scale. Cái scale của bài, cái thang âm của bài. Chứ các bạn đừng có đi đại ha. Đi đại thì nó sẽ ra một cái câu gì đó nó rất là kỳ. Ok. Ok, thì hy vọng cái clip này sẽ giúp ích cho những cái bạn nào mà đam mê về phối khí, làm nhạc EDM, mới tập thì mình có thể tham khảo cái bài này của mình. Tại những cái phần thành phần mà mình làm trong đây á toàn là những cái có sẵn, mình không cần phải mua nhiều. Đó, có sẵn trong Persona Studio One đó. Thì nếu mà các bạn thấy cái video này hữu ích thì các bạn hãy bấm subscribe và share cho mình nha. Thì hẹn các bạn vào một cái video tiếp theo để mình giới thiệu với các bạn cách để làm những cái thể loại nhạc khác. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha.